vâng, Nguyễn Giả, anh Nguyễn đang giới thiệu và demo một bài hát rất phù hợp cho anh em chơi ra đây. Nghe nhạc cao cấp, cũng như là karaoke. Thì đây là một cái bộ mà anh Nguyễn đã lắp, gần như là 100% thiết bị mới nhá. Một đôi loa 30 đến từ hãng Multimity, một đôi loa nhập khẩu chính hãng tới ý. Một con đẩy BS, một mã là A2610, 3 kênh, đánh cả súp nữa. Một chiếc băng số cao cấp, một quản lý nguồn và một micro cao cấp. Thì bộ này có thể chơi được hoàn thiện nhất cho em thanh, đủ giải từ tiếng basso dày, tiếng tép đánh cao sáng và lời rõ. Mời các em thấy nhá. Mây chiều bạc lạ soi bóng đường. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Một chiếc thuyền nam vội vã trở về. Đây là bộ hát mà nó phù hợp cho rất nhiều gia đình Việt anh nhá. Đầu tiên là về đôi loa Multimity BSL12, một dòng loa sử dụng bass 30 và tép kèn. Thì với dòng loa này, bên em đã cung cấp là cực kỳ nhiều các dàn hát rồi. Tất cả những khách hàng mà khi sử dụng dòng Multi này đều có thiện cảm và đánh giá một dòng loa chất lượng cao. Đấy, nó đến từ Italia, một dòng loa châu nhá, thiết kế đẹp, độ bền cao. Đấy, công suất một thùng này là 350W, như vậy có thể phủ phòng bác từ 20m2 cho đến 35m2 là thoải mái nhá, về lời luôn. Đấy, bát sâu, bát mềm, tép lẩy như Mỹ, lời rõ. Loa mới tinh, như vậy các bác không phải nghĩ rồi nhá. Và một con đẩy BS nhập khẩu chính hãng này, từ tinh. Con này thì nó 3 kênh, 2 kênh này quại, một đôi 30 cũng hơi thoải mái, một kênh này 1000W, đánh quả súp 50 đâu nhá. Một chiếc vang số cao cấp của BS Audio K800 Pro, con này có tất cả là 4 cổng kết nối Bluetooth, cổng quang, AUX, BGM, M3 chạy cổng USB này. Đấy, và có 6 chế độ hát khác nhau, 3 volume to, tăng giảm nhạc, tăng giảm mic, tăng giảm nhạc, và quản lý nguồn cao cấp có đồng nguồn nhé, một mic NPRO 800. Thì cái bộ này có tổng giá là hơn 50 triệu ạ. Một quả súp hơi 40 đó. Thì trong dịp Tết đến xuân về này thì bên em những bác nào mà lắp những bộ hát hoàn thiện đấy thì bên em sẽ khuyến mại cho các bác một quản lý nguồn hoặc là một nâng tiếng, có giá là 2 triệu đồng nhé, không áp dụng cho trừ tiền. Đấy, tức là muốn lắp để khuyến mại làm kỷ niệm cho anh em thôi. Bác này rất hay, bác này bắp sàn cả hết, tiếng véo bon luôn, đi danh hơn 50 triệu. Loa 12 triệu nhá, loa 12 triệu, đẩy 8.5 triệu, vang 3.5 triệu, mic 5 triệu, và lên nguồn thứ bài. Hay quá. Một chiếc thuyền nam tôi vã. Tết thì mà cho âm thanh thôi, để chúng ta cùng ca hát, cùng trao gửi cho nhau những ca khúc tuyệt tác nhất. Mình hát để bạn nghe, và bạn hát mình nghe. Thì đấy là những cảm yêu thương nhất thông qua ca khúc. Thì bên cạnh những dòng loa, những bộ hát mùa tiền ấy, bên em có rất nhiều dòng loa JBL chứ. Và tương đối nhiều. Những dòng loa Lexo 515 con này, cao cấp đây, đủ hết mã, 825, 925 con nhá, 838, cao cấp hết, 725. Bên này về quả súp 518S con này, xuất sắc luôn. Xuất sắc con nhá. Những quả súp cao cấp như 47, 18X, 725. Đấy, cũng không còn nhiều thời gian nữa mọi nhá. Chỉ còn hơn chục ngày là Tết thôi. Cho nên anh em nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đặc biệt những bác ở trong khu vực trong ấy mà có nhu cầu chương trình đấy thì sớm mới kịp chuyển hàng anh em nhá. Chỉ còn tầm 20 là biểu hiện là quá chốt thôi. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Món này thì đặc cấp rồi. Vừa tiền, bền cao mọi nhá. Mọi anh tin mua sắm phô ghép liên hệ với anh Nguyễn, số điện thoại 0936 583 10. Anh Nguyễn ra thành phố nha.